Vâng, xin chào tất cả các bạn. Ở trong clip ngày hôm nay, tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn cái cây thuốc. Cái cây này thì nó cũng khá là nhiều công dụng. Và có thể là cây này các bạn cũng biết đến nó rất là nhiều rồi. Đây, khi nào đến thì tôi... Đây chính là cây... Không biết là các bạn có nhìn rõ không? Đấy. Và cái cây thuốc hôm nay tôi muốn nói chính là cây mua đây các bạn. Đây, để cho các bạn nhìn rõ hơn thì tôi sẽ tìm một cây nó có cả hoa, có cả lá. Đây, hôm nay gió khá là to. Đây các bạn. Đây. Đây, xin thưa với các bạn là cây này là cây mua đây các bạn. Đây, cây mua bà đấy. Đây, gốc của nó là như này này. Thân của nó chúng ta có thể là tước ra lấy lói ăn được đấy các bạn. Lấy ruột ở bên trong ăn được đấy, cây này này. Đây, cây mua đây. Và vì điều kiện trời rất là nắng cho nên là tôi sẽ bẻ cây này ra bên này ngồi để mà nói, giới thiệu cho tất cả các bạn biết. Đây, ở đây còn có, đây là cây này này. Đây chính là cây mua này. Cây này nó có rất là nhiều công dụng và chữa bệnh rất hiệu quả nhé các bạn nhé. Đây, tôi cắm xuống đây, tôi muốn chỉ cho các bạn biết rằng là cây này nó khá là nhiều công dụng chữa bệnh rất là tốt. Có thể là ở nhiều địa phương chúng ta cũng đã biết đến cây này rồi. Tuy nhiên rằng thì chắc chắn là cũng có nhiều địa phương, nhiều khu vực chúng ta không biết đến cây này là cây mua. Hoặc là có chăng chúng ta biết đến nó tên gọi là cây mua nhưng mà chúng ta không biết là công dụng của nó như thế nào. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Đấy, trời hôm nay thì rất là nắng ngoài kia. Nắng và gió. Tại vì là bây giờ là tháng 3 rồi. Gió Lào rất là hiệu. Kinh khủng. Đây. Nên là tôi sẽ bẻ, tôi đã bẻ cây này ra để mà giới thiệu cho các bạn đây. Đấy, các bạn nhìn thấy hoa của nó. Ngày xưa hồi còn bé thì chúng tôi hay lấy hoa của nó để mà đi cho vào những cái con suối ấy. À, cứ thả xuống cho nó trôi đi. Nó gọi là, chúng tôi hay gọi là con vịt ấy. Ngày xưa hồi trẻ con. Đấy. Thì tôi muốn nói, muốn giới thiệu cho các bạn về cái cây này. Không luyên ta luyên thuyên nữa, tôi sẽ nói với các bạn và giới thiệu cho các bạn về một số những cái cây thuốc, một số những cái bài thuốc sử dụng cái cây mua này. Ví dụ như là những cái trường hợp mà chúng ta bị bong gân, chật khớp hoặc là gãy xương ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây mua này nhé các bạn nhé. Lấy cái cây mua này, chúng ta lấy lá. Đấy, lấy lá và cái lá dâu. Lá dâu thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Lá của cái cây dâu, cây dâu, dâu tằm ấy các bạn. Đấy, lá của cây mua này với lại cái lá của cây dao. Và chúng ta có thể tìm được cái vỏ của cây gạo tươi thì càng tốt. Đấy, chúng ta ba vị này. Đây, ba vị này chúng ta giã nhỏ quyện với các loại bột, như ví dụ như là bột gạo nếp. Đấy, chúng ta bó vào cái chỗ mà bị bong gân, chật khớp ấy và chỗ gãy xương ấy thì nó cũng rất là hiệu quả. Đây chính là cây mua bà này đây các bạn. Đấy, cái thứ hai nữa, cái cây này thì nó có tác dụng là chữa vàng da và băng huyết rất là tốt nha các bạn. Chúng ta lấy cái lá của nó sao vàng và sắc uống thôi. Đấy, nó rất đơn giản thôi. Đấy, cái thứ ba chúng ta dùng để chữa mụn nhọn thì lấy cái lá tươi này giã xong là hơ nóng để mà đắp vào cái chỗ bị mụn nhọn, nó cũng có công dụng rất là hiệu quả. Và cái thứ tư thì nó cũng có thể chữa cái việc tụ máu bầm tím nhé. Chúng ta bị ngã xong là ở cơ thể chúng ta bị bầm tím tụ máu thì chúng ta lấy cái lá tươi này giã trộn với cái nước vo gạo để mà đắp thì nó cũng nhanh chóng làm cho cái cục máu tan đi đó. Và một cái nữa ở trên tôi hay gọi là cái ung thư, gọi là ung thư vú ấy, thì chúng ta lấy cái rễ của nó chúng ta sắc uống đó, lấy rễ của nó sắc uống thì nó cũng khá là hiệu quả. Đây. Và
Những cái trường hợp mà chúng ta bị thương ứ máu và sưng tấy ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy cái lá mua này, lấy lá tươi nhé các bạn. Lấy lá tươi này giã nắp thêm một chút giấm, xong chúng ta chưng cho nó nóng lên, xong là đắp vào cái chỗ mà bị thương thì nó cũng khá hiệu quả. Và cụ thể là đặc biệt là những cái trường hợp mà chúng ta đầu gối sưng đau ấy. Đấy, đầu gối sưng đau thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây này này. Lấy cái cây này để mà khi mà đầu gối sưng đau thì chúng ta dùng cành và lá. Đấy. Và lấy cái sắc nước uống chia làm 2 lần uống trong một ngày. Thì chúng ta có thể uống trong khoảng thời gian 1 tuần. Đấy, hơn 1 tuần là nó sẽ cho cái hiệu quả rất là rõ rệt về cái việc sưng đau đầu gối. Đó. Và một cái nữa mà tôi thấy cũng khá là nhiều người mắc phải đó chính là cái nhọt ở vành tai ấy. Đấy, nhọt ở vành tai thì nó hoặc là ở ống tai ngoài thì những cái trường hợp đấy thì rất là đau. Đấy, thì chúng ta có thể dùng cái lá mua tươi này 30g chúng ta rửa sạch sắc uống nó cũng khỏi. Đó. Và một cái nữa rất là tốt cho chị em phụ nữ khi mà những cái trường hợp mà bị tắc sữa thì chúng ta không biết là cách nào để mà làm cho sữa bị thông, sữa được thông ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái cây mua này này các bạn này, lấy lá mua này với lại thịt lợn nạc chúng ta hầm lên ăn thì nó cũng có thể là chữa được cái việc tắc sữa của phụ nữ khi mà chúng ta đang nuôi con. Đó. Và một cái nữa, khi mà những cái trường hợp mà chúng ta ăn sắn ấy, những cái củ sắn ấy chúng ta bị trúng độc chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái cành lá hoặc là rễ của cái mua này chúng ta sắc uống. Đấy, chúng ta sắc uống thì nó cũng là có tác dụng là giải độc khá là tốt. Đó. Và một cái nữa, đây là dành cho chị em phụ nữ mà chúng ta bị tử cung mà xuất huyết ấy, thì chúng ta cũng lấy cái quả của nó. Đây, nó chuẩn bị ra quả đấy các bạn. Lấy quả của nó sao đen, xong là sắc với nước uống, nó cũng khá là hiệu quả. Vâng, và một cái nữa, nếu mà những cái trường hợp mà chị em phụ nữ mà chúng ta sinh con mà bị thiếu sữa đấy các bạn, đấy, thì chúng ta lấy cái quả mua này cộng với lại một cái chân giò lợn nhé các bạn. Đấy, thì chúng ta hầm chín xong là chia ra nhiều lần trong ngày, chúng ta chia ra ăn nhiều lần trong ngày thì nó có thể là cải thiện cái tình trạng thiếu sữa cho con. Đấy, nó rất là tốt. Và một cái nữa, cái cây mua này, cây mua bà này thì nó còn có thể là điều trị cái chứng kinh nguyệt ra máu quá nhiều này, thì chúng ta lấy cái rễ mua khô nhé các bạn để khô từ khoảng 30 đến 50 gram chúng ta sắc với nước và chia 2 phần uống trong ngày, thì các bạn dùng trong thời gian khoảng 1 tuần thì nó sẽ có tác dụng rất là hiệu quả rõ rệt. Đấy. Và một cái nữa, đây là kinh nghiệm dân gian chúng tôi, thì những cái trường hợp mà bị phong thấp ấy, khớp xương mà sưng đau, thì chúng ta lấy cái rễ mua khô này với lại cái hạ khô thảo cộng với lại một ít rượu chúng ta sắc kỹ với thêm một ít nước nữa, thì chúng ta chia làm 2 lần uống trong ngày thì nó cũng có thể cho chúng ta rất là tốt, hiệu quả, rất là hiệu quả về những cái khớp xương sau thời gian khoảng 1 tháng sử dụng nha các bạn. Đấy. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến cho toàn thể tất cả các bạn về cái cây mua bà. Mua thì nó có rất là nhiều loại, như ban đầu tôi nói có loại ăn được, có loại không ăn được. Đấy, cây này thì cây mua bà. Đấy, đây là ngày xưa chúng tôi hay lấy cây này để mà làm gọi là làm con vịt đấy, cho nó bơi ở suối đấy. Nhưng mà hồi đấy thì hồi bé không biết cây này là một cây thuốc, nó có rất là nhiều công dụng. Và có thể là trong quá trình tôi nói thuyết trình thì có một số cái tôi nó còn thiếu chẳng hạn, thì mong tất cả các bạn có thể là ủng hộ và đóng góp ý kiến cho tôi để tôi còn hoàn thiện hơn. Tại vì là địa phương chúng tôi có thể dùng cây này để chữa bệnh này, nhưng mà địa phương các bạn thì dùng để chữa các bệnh khác. Thì tôi không dám khẳng định là những cái mà tôi nói thì đều là hoàn thiện 100%. Nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm thực tiễn địa phương chúng tôi hay dùng, người dân tộc hay dùng, và dựa trên những cái cuốn sách về y học tôi tham khảo được,
thì tôi muốn gửi đến toàn thể mọi người, hy vọng nó là những cái thông tin nó bổ ích, có thể giúp cho mọi người trong việc là cải thiện cái sức khỏe của mọi người. Ví dụ như chúng ta những cái trường hợp mà bị thương nó cũng không đến nỗi, cũng không nhẹ, không nặng lắm, mà chúng ta mà lại ở xa những cái khu vực y tế thì chúng ta có thể là tận dụng những cái cây nhà lá vườn để chúng ta làm thuốc, nó cũng có công dụng rất là hiệu quả. Đấy là những cái mà tôi muốn nói, tôi muốn giới thiệu ở trong kênh này. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ tôi. Đấy. Và nếu mà các bạn thấy những cái clip mà tôi làm nó có ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời là đừng quên nhấn nút chia sẻ và đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để mà được theo dõi những cái clip mới nhất của tôi khi mà tôi ra những cái clip về những cái phương thuốc, về những cái phong tục tập quán ở địa phương chúng tôi, thì các bạn có thể là những cái người đầu tiên nhận được những cái clip đấy mỗi ngày. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.